Mô hình nuôi lươn mới, mến chào các bạn. Vậy đây là cái phòng ấp trứng với lươn con của mình nha các bạn. Thì hôm nay mình chia sẻ các bạn theo cái comment của một bạn hỏi mình đó, là lý do vì sao mà lươn á nó tầm khoảng 25 đến 30 ngày là nó bị sình bụng và nó chết. Thì ở đây các bạn biết là trong cái thời gian mà lươn từ khi mà nở ra cho đến khi mà nó tập ăn, có nghĩa là mình tập ăn xong rồi nó ăn mạnh, rồi tới mình tập qua cái thức ăn bột, hoặc là một số bạn thì chuyển sang thức ăn viên đó, thì nó sẽ xảy ra một số vấn đề, đúng không các bạn? Thì mình chia sẻ với các bạn như thế này. Trong quá trình các bạn cho ăn đó, thì các bạn lưu ý nè, mình sử dụng men tiêu hóa cho đúng. Nó có hai cái trường hợp mà các bạn sử dụng men tiêu hóa. Thường là mình sử dụng cái men mà dùng để cho lươn bự, lươn lớn đó các bạn. Rồi một số bạn cũng sử dụng cái loại men sử dụng cho lươn nhỏ. Nhưng mà bên cạnh đó thì thường là các bạn làm gì? Các bạn nuôi lươn con thì các bạn thường là sử dụng cái kháng sinh. Kháng sinh. Mình cho mình không nói tên kháng sinh ở đây nha các bạn. Tại vì có rất là nhiều bạn đã sử dụng rất là nhiều loại khác nhau, cho nên mỗi một người đều có một cái, nói chung là cái quá trình kinh nghiệm, và các bạn tự lựa chọn những cái kháng sinh mà để các bạn sử dụng cho nó đúng và phù hợp. Cho nên mình không có nói tên kháng sinh ở đây, mình chỉ chia sẻ với các bạn là về vấn đề vì sao mà con lươn từ 25 đến 30 ngàn nó là thường hay bị sình bụng và chết. Thì ở đây mình chỉ nói sơ lược một vấn đề như thế này. Con lươn thường là các bạn cho ăn thì các bạn thường trộn men tiêu hóa, đúng không các bạn? Rồi bên cạnh đó thì các bạn sử dụng thêm một cái loại nữa, đó là kháng sinh. Như vậy thì có những loại men tiêu hóa mà các bạn thấy là mình sử dụng chung với kháng sinh đó là nó không có hiệu lực. Có một số loại á là khi các bạn sử dụng kháng sinh chung với men tiêu hóa thì lại có hiệu lực. Như vậy thì các bạn phải biết lựa chọn là những loại kháng sinh nào sử dụng cho cái men tiêu hóa nào, hoặc là sử dụng men tiêu hóa nào để sử dụng để phối hợp với men với kháng sinh của kháng sinh đó mà nó có tác dụng như nhau, có nghĩa là hai loại đều có tác dụng, thì lúc đó các bạn mới sử dụng được. Như vậy thì nếu như mà các bạn không hiểu được cái này, không nắm được cái này, mà các bạn lại phối hợp giữa một loại kháng sinh với men tiêu hóa mà hai cái này nó không phù hợp với nhau, có nghĩa là nó sẽ có một cái tác dụng thôi. Ví dụ như giữa men và tiêu hóa, hay men tiêu hóa và cái kháng sinh mà các bạn phối hợp không đúng thì nó chỉ còn có một cái tác dụng, có nghĩa là cái này nó sẽ bài trừ cái kia, kháng sinh này nó sẽ làm cho cái men tiêu hóa nó vô hiệu hóa, hoặc là men tiêu hóa làm cho kháng sinh vô hiệu hóa. Như vậy thì đồng thời nó xảy ra một cái vấn đề là làm cho con lươn của mình nó mất đi một loại. Mà các bạn biết là mất đi một loại ở một cái thời gian dài thì quả nhiên là nó sẽ xảy ra vấn đề, đúng không các bạn? Nếu mà nó mất ở một cái thời gian ngắn, ví dụ như là 5-7 bữa mà các bạn phát hiện được, các bạn đổi hoặc là các bạn chuyển thì nó sẽ phục hồi lại được. Còn nếu như mà các bạn không nắm được, các bạn cứ cho ăn mãi, cứ làm liên tục như thế trong thời gian dài thì nó phải xảy ra vấn đề, đúng không các bạn? Nó phải xảy ra vấn đề. Cái thứ nhất là nó mất đi cái kháng sinh, ví dụ vậy, mất đi kháng sinh.
thì con lươn nó sẽ xảy ra một số cái bệnh, cái bệnh thường gặp thôi các bạn. Có gì các bạn search lên trên cái Google hoặc là YouTube, đối với trường hợp nào mà lươn nó bị cái đề kháng sinh mà nó không có tác dụng, hoặc là nó mất đi cái men tiêu hóa các bạn. Như vậy thì nó mất một trong hai cái đó thì quả nhiên là nó sẽ xảy ra vấn đề. Ví dụ như nó mất đi cái men tiêu hóa thì con lươn thường là bị sình bụng, đúng không các bạn? Nó không có tiêu hóa được, có nghĩa là đường ruột của con lươn nó yếu lắm. Mà đặc biệt là lươn con nữa thì cái đường ruột nó rất là yếu. Mà các bạn thấy nếu mà nó mất đi cái men tiêu hóa, có nghĩa là một cái kháng sinh nào đó nó sẽ bài trừ cái men tiêu hóa. Thì nó mất đi men tiêu hóa thì coi như con lươn nó sẽ bị sình cái bụng nó. Và lâu ngày mà nó không tiêu hóa được thì nó xảy ra hiện tượng gì các bạn biết rồi. Đấy, nó sẽ bị chết. Hoặc là nó bị sình cái bụng lên và nó sẽ không ăn. Mà con lươn bỏ ăn 1-2 ngày thôi thì các bạn thấy rất là rối rồi. Đặc biệt là lươn con, bỏ ăn 1 ngày thôi là các bạn thấy là xảy ra vấn đề liền. Bảo đảm với các bạn luôn. Hoặc là các bạn thấy con lươn mà nó trồi lên khỏi cái dây này. Nó nằm ở lên trên một cái dây này nè. Một con hai con thôi mà nó nằm lên trên dây thôi thì các bạn thấy nè, các bạn phải chạy thuốc rồi. Mà bảo các bạn luôn, mà chạy thuốc đó, đúng thì các bạn còn lại cỡ 50%, mà còn không đúng thì nó đi hết. Đấy, mình chia sẻ với các bạn thật luôn. Nếu mà không đúng là đi hết luôn. Nó dễ lắm, nó dễ chết hơn so với con lươn bự nữa. Đấy, như vậy thì mình chia sẻ các bạn thấy là mình phải biết được là kháng sinh nào sử dụng cho men tiêu hóa nào, và men tiêu hóa nào đó thì phải phù hợp với kháng sinh mà mình đang sử dụng thì cái hiệu quả nó mới cao. Chứ còn nếu không thì một cái nó bài trừ một cái thì các bạn thấy nó đâu còn hiệu lực gì nữa. Đó. Hoặc là mất đi kháng sinh thì các bạn biết là con lươn nó bị ảnh hưởng cỡ nào rồi. Đó. Nhưng mà không thể xài được hoài đâu các bạn. Các bạn không có xài một cái loại kháng sinh mà các bạn sử dụng mãi cho nó đến khi mà nó xuất ra luôn thì con lươn nó sẽ bị còi. Các bạn biết là kháng sinh là tuyệt đối là mình xài mình phải biết. Ha, mình phải biết là xài ở mức độ nào nữa. Có một số bạn thì lạm dụng quá thì con lươn nó sẽ sống thiệt nhưng mà thật sự nó không có lớn. Nó còi cọc. Các bạn về các bạn nuôi thì nó thật sự là nó cũng ảnh hưởng ghê gớm lắm. Còn đối với một số người, người ta biết sử dụng cái kháng sinh, sử dụng đúng mức, đúng liều lượng, thì các bạn biết là lươn con nó sẽ rất là tốt sau khi mà các bạn đem về, các bạn nuôi. Thì mình nói vậy, mình không phải là nói đến một cái trang trại nào hoặc là một người nào nha các bạn. Mình chỉ nói về vấn đề thực tế chung cho các bạn nắm được về cách sử dụng thuốc thôi. Chứ còn mình không có nói đến một cái trang trại nào hay là người nuôi nào. Mình rất là hạn chế vấn đề đó, mình không có nói tới đâu. Tại vì mỗi người đều có một cái kinh nghiệm riêng. Mà đặc biệt là những người đi trước, những người làm trang trại trước, người ta có đầy đủ cái kinh nghiệm, tràn trề cái kinh nghiệm. Cho nên mình không có nói tới vấn đề đó. Cho nên các bạn đừng hiểu nhầm. Mình chỉ nói về vấn đề thực tế khi mà mình lạm dụng kháng sinh thôi các bạn. Ai mà lạm dụng kháng sinh quá thì các bạn thấy nó sẽ ảnh hưởng tới vấn đề con lươn con. Mặc dù nó sống nhưng mà nó thật sự nó còi cọc. Và các bạn nuôi thì nó không đạt đâu. Các bạn nuôi thì có 50-50 thôi. Ví dụ như có lớn có nhỏ. Mà nhỏ rất là nhiều luôn. Tại vì những con đó nó không ăn cái nhít cái nó hai nữa là nó bị còi siêu. Đó. Thì video sau mình sẽ chia sẻ với các bạn là mình nên sử dụng cái kháng sinh nào, rồi phù hợp với men tiêu hóa nào. Cảm ơn các bạn đã theo dõi. Các bạn nhớ like, share và đăng ký kênh ủng hộ mình.